nay với sự phát triển của kinh tế thị trường, của thực phẩm bẩn, của khói bụi, các bệnh mãn tính ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó là các vấn đề về da, về vóc dáng. Con người ngày càng quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn đến các giải pháp khắc phục tình trạng này. Xu hướng chung là tìm về tự nhiên, tìm đến các sản phẩm tự nhiên để chăm sóc cơ thể và hỗ trợ điều trị. Từ lâu nghệ và mật ong đã được đông y phát hiện có thể trị các vấn đề về dạ dày như viêm loét, chống viêm nhiễm đường tiêu hóa, giúp mau lành vết thương, bổ máu, tăng cường sinh lực, giúp da dẻ hồng hào. Ngày nay khi khoa học phát triển, con người đã khám phá và tìm ra cách tinh chế các sản phẩm tự nhiên đạt hiệu quả cao nhất, hay tìm ra những sự kết hợp khác nhau của tự nhiên để bảo vệ sức khỏe, tránh những tác động từ bên ngoài. Bên cạnh sự kết hợp giữa mật ong với nghệ thì khoa học đã tìm ra sự kết hợp giữa tinh bột nghệ và sữa ong chúa. Vậy tinh nghệ và sữa ong chúa khi kết hợp thì sẽ có tác dụng gì? Rất nhiều người vẫn chưa biết được câu trả lời. Nghệ là một loại thực phẩm rất quen thuộc trong đời sống. Nghệ vẫn được sử dụng như một bài thuốc dân gian, giúp chữa lành vết thương ngoài da và vết thương trong cơ thể. Ngày nay, thay vì sử dụng nghệ tươi, tinh bột nghệ được sản xuất và sử dụng với số lượng lớn, chứa thành phần hoạt chất curcumin cao. Tinh bột nghệ nguyên chất được chiết xuất từ củ nghệ tươi có nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe, chữa bệnh và làm đẹp. Nói đến tác dụng của curcumin chứa trong nghệ thì trước hết là nhắc đến khả năng kháng viêm, chống oxy hóa và chống khuẩn hiệu quả. Nhờ đặc tính này mà tinh bột nghệ có tác dụng hỗ trợ, chữa rất nhiều bệnh và bảo vệ tốt cho sức khỏe con người. Nó giúp ngăn chặn và hỗ trợ điều trị các bệnh về dạ dày, hành tá tràng, gan và các bệnh về hệ miễn dịch như viêm khớp, viêm toàn thân. Hoạt chất ở trong nghệ, mà hoạt chất chủ lực chính ở trong nghệ chính là curcumin. Mà curcumin nó có một cái đặc tính về mặt sinh học, tức là cái độ tan trong nước của nó lại rất thấp. Do vậy cho nên chúng tôi nghĩ là những cái dạng bào chế nào bên cạnh những dạng bào chế cổ truyền mà có những cái dạng bào chế hiện đại tăng cường được cái độ hòa tan của nghệ ở trong nước, có đồng nghĩa với việc tức là sẽ tăng cái lượng hấp thu nghệ ở trong máu. Và như vậy sẽ có các tác động tốt hơn đối với lại các cái rối loạn bệnh lý về huyết ứ mà như trên đề cập với cơ thể thì chắc chắn sẽ tốt hơn. Nhiều người cứ nghĩ sữa ong chúa được lấy từ sữa của các con ong chúa, nhưng thật ra lại lấy từ chất dịch con ong thợ tiết ra để nuôi con ong chúa. Vì vậy chất dịch đó được gọi là sữa ong chúa. Ngoài ra, các nhà khoa học đã nghiên cứu về sữa ong chúa và cho biết rằng sữa ong chúa được xem là thần dược vô giá và rất quý hiếm, mang lại nhiều tác dụng trong cuộc sống. Sữa ong chúa được xem như một dưỡng chất tự nhiên, có khoảng 18% là protein, 17-18% là đường, 5,5% là chất béo, ngoài ra trên 22 loại axit amin, nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể con người.
Thì thành phần của sữa ông chú ấy là nó có 15% là protein. Trong 15% đó thì cái protein ấy thì nó có 22 acid amin. Mà trong 22 acid amin thì rất đặc biệt là có 8 cái acid amin mà chúng ta gọi là acid amin cần thiết cấu tạo nên tế bào của cơ thể. Cơ thể không tự sản xuất ra được mà phải bổ sung. Đó là lysine, đó là tryptophan, đó là methionine, vân vân. Thế thì những cái này nó quý. Cái thứ hai tức là sữa ong chúa nó là cái nguồn nguyên liệu để sản xuất ra cái acetylcholine. Cái acetylcholine nó liên quan đến cái dẫn truyền của thần kinh. Và ba nữa là trong các cái acid amin ấy thì nó có stein, nó liên quan đến cái quá trình miễn dịch, tăng đáp ứng miễn dịch. Nhưng mà đặc biệt là có vitamin nhóm B. Nhóm B thì nó có đầy đủ B1, B2, B6, B9. Thế thì tất cả các cái vitamin này nó có hai cái giá trị. Một là tham gia vào cấu tạo tế bào, và hai là tham gia dẫn truyền thần kinh, và ba là tham gia tăng cái sức đề kháng, nghĩa là tăng cái hệ miễn dịch cho cơ thể. Sữa ong chúa và tinh bột nghệ đều là hai nguyên liệu thiên nhiên có công dụng chăm sóc da và bồi bổ cơ thể cực tốt. Chính vì cả hai đều là nguyên liệu thiên nhiên, chúng ta có thể kết hợp sử dụng sữa ong chúa với tinh bột nghệ, và theo nhiều kết quả thực tiễn khi kết hợp uống sữa ong chúa với tinh bột nghệ, các dưỡng chất sẽ bổ sung hỗ trợ lẫn nhau, làm tăng tính hiệu quả lên rất nhiều so với việc chúng ta sử dụng nguyên liệu đơn thuần. Cho nên, việc pha sữa ong chúa với tinh bột nghệ để uống rất tốt. Thì curcumin mà phối hợp với cái sữa ong chúa thì nếu mà nói theo phép tính cộng thì nó có các cái tác dụng của sữa ong chúa cộng với lại tác dụng của nghệ. Riêng cái sữa ong chúa thì rõ ràng là nó có tác dụng, bởi vì là trong đó có các cái acid amin nó giúp cho tái tạo tế bào. Thế nếu mà tế bào mà ở da mà nó bị thâm đen rồi thì nó bị các cái hạt này hạt kia, và cái khả năng chống oxy hóa của cái sữa ong chúa nó cũng cao. Cho nên là nó hạn chế được cái chuyện là tàn nhang, hoặc là hạn chế được các cái thâm nám của da. Tôi cho rằng cách khai thác cái kinh nghiệm dân gian rất là tốt. Và đây cũng là một cái đường lối của nhà nước đấy, là kế vãn khai lai. Cái viên tinh nghệ này thì không phải chỉ có một loại tinh nghệ thông thường, mà tôi cho kết hợp giữa ba loại tinh bột nghệ: tinh bột nghệ vàng, tinh bột nghệ đen và tinh bột nghệ trắng của Tây Bắc, để ra được một cái công thức hoàn hảo nhất cho người sử dụng, có kết quả nhanh nhất. Hiệu quả của viên tinh nghệ sữa ong chúa là làm đẹp da, trị nám tàn nhang, và cái quan trọng nhất là trị các bệnh liên quan đến tiêu hóa và đau dạ dày. Đặc biệt là những ai có hệ tiêu hóa kém, ăn khó hấp thụ thì cái viên tinh nghệ sữa ong chúa này phát huy công dụng rất là nhanh. Viên tinh nghệ sữa ong chúa thì khắc phục được hoàn toàn những cái yếu điểm của bột nghệ mật ong. Tinh nghệ đã được tách lọc bỏ dầu, sẽ bớt đi cái tính nóng của nó và hoàn toàn không sử dụng đến mật ong. Mật ong cũng mang một cái tính nóng nhất định. Thì thay vào đó thì viên tinh nghệ sữa ong chúa sẽ sử dụng thành phần mật mía làm mát cho cơ thể. Vừa uống vừa đắp mặt thì sẽ tác dụng cải thiện về da là rõ rệt nhất. Những cái đốm nám tàn nhang, nhất là những mẹ nào sau sinh sẽ thấy rõ, bởi vì sau sinh cái nội tiết cơ thể thay đổi thì sẽ xuất hiện những cái đốm nám mà tàn nhang, thì lúc đấy mẹ dùng viên nghệ sữa ong chúa là thích hợp nhất. Làm đẹp handmade đang là xu hướng chung của nhiều bạn trẻ. Không chỉ an toàn, tiện lợi, phương pháp làm đẹp này còn giúp chị em sở hữu một làn da căng mịn, tràn đầy sức sống. Bên cạnh công dụng làm đẹp da, tinh bột nghệ sữa ong chúa còn có công dụng chữa dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa, đầy bụng, trị chứng biếng ăn hoặc ăn không hấp thụ được. Đặc biệt khi chúng ta biết đa dạng thành phần từ tinh bột nghệ vàng đến tinh bột nghệ trắng, tinh bột nghệ đen trong một sản phẩm thì hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều.
Sự kết hợp giữa tinh bột nghệ và sữa ong chúa phải tồn tại ở dạng viên vì bản chất sữa ong chúa là dạng lỏng, quánh. Do đó, khi viên thành dạng viên thì không chỉ phù hợp mà còn rất tiện dụng. Người dùng từ lớn đến trẻ nhỏ đều có thể mang theo và ăn rất tiện. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể hòa tan và uống với nước, đắp mặt, v.v. Tinh nghệ và sữa ong chúa đều tốt, tuy nhiên nó chỉ phát huy được tác dụng khi chúng ta biết dùng đúng lúc, dùng với một liều lượng vừa phải. Chúng ta nên dựa vào định lượng đóng gói, mỗi ngày sử dụng từ 2 đến 3 viên, hoặc chúng ta có thể hòa tan với nước và uống vào mỗi buổi sáng. Có thể thay nước ấm bằng nước chanh loãng nếu muốn giảm cân, hoặc sữa ong thọ nếu muốn tăng cân. Để điều trị mụn nám tàn nhang, dùng một viên bóp nát, cho thêm 1 đến 2 thìa nước rồi đắp lên mặt, 30 phút sau rửa sạch, một tuần đắp 3 lần, hiệu quả đạt được sau 2 đến 4 tuần. Đặc biệt tinh nghệ và sữa ong chúa còn dùng tốt cho phụ nữ sau sinh, trẻ nhỏ biếng ăn, người đau dạ dày, tiêu hóa kém, da sạm không sáng. Thiên nhiên đã ban tặng cho con người rất nhiều sản phẩm quý giá, việc của chúng ta là tận hưởng nó hoặc lựa chọn những tinh túy để kết hợp chúng lại với nhau để bảo vệ sức khỏe vẻ đẹp. Đây cũng là xu hướng của xã hội hiện đại, thay thế cho các loại thuốc tây y, các loại thực phẩm chức năng.